Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đào Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì hãy bấm ngay vào nút chuông và nút subscribe. Sẽ có rất nhiều video hay và hữu ích đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Tầm giá 3 triệu là một mức giá mà được nhiều người đưa ra, mà khi mà mình khảo sát hỏi mọi người xung quanh để tìm ra đâu là mức giá đồng hồ thật là kinh tế và các bạn thường nghĩ tới nhất. Đặc biệt thì đối với một số bạn mà có thu nhập trung bình hoặc là các bạn mới đi làm thì các bạn sẽ thường tìm đồng hồ trong cái tầm giá bao nhiêu. Theo mình đánh giá nha, thì trong mức giá 3 triệu thì các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn rất là tốt, kèm với chất lượng cực kỳ xịn luôn đến từ thị trường Nhật Bản, và còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là sở thích nè, cá tính hay là công việc mà các bạn sẽ lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ làm sao cho nó phù hợp nhất với mình. Ở video này, nếu các bạn là một người làm việc văn phòng hay các bạn đang cần một chiếc đồng hồ để có thể phối hợp cùng nhiều cách, nhiều trang phục khác nhau, thì mình hy vọng là hai mẫu đồng hồ Season dưới đây sẽ là đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn nhé. Hai chiếc đồng hồ mình muốn giới thiệu các bạn ở đây sẽ đến từ thương hiệu Citizen và có mã là BI105412E, là phiên bản bên trái của mình, là phiên bản dây da có vàng demi, và phiên bản BI105081A thì đây là một phiên bản bạc và full dây thép luôn. Về đánh giá tổng quan thì hai chiếc đồng hồ này nó mang một phong cách thiên hướng cổ điển, và điều này đôi khi nó làm các bạn cảm thấy là nhìn cái đồng hồ nó hơi già. Nhưng mà nếu mà các bạn là một người cực kỳ trung thành và là fan của phong cách hoài cổ thế này thì chiếc đồng hồ này vô cùng phù hợp luôn, và đôi khi các bạn nhìn thấy các bạn phải say mê luôn. Rồi thì hai chiếc đồng hồ này sẽ có nhiều đặc điểm gì thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích thử. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thông số kỹ thuật đi. Về đường kính của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 42mm, cùng với độ dày tổng thể sẽ là 10mm, cũng khá là mỏng. Bây giờ mình sẽ trên tay thử là cổ tay 17 với đồng hồ 42 sẽ như thế nào nhé. Đó, khá là gọn gàng đúng không? Đặc biệt là đối với phần dây da này thì nhìn trên tay nó sẽ khá là sang. Và chiếc đồng hồ mình đang đeo này thì nó sẽ có một cái viền bên ngoài được mạ một lớp demi màu vàng, nhìn nó sang trọng. Còn đối với phiên bản là màu bạc này thì các bạn sẽ có bạc từ dây cho tới phần viền bảo vệ luôn, nó chỉ đánh bóng ở đây thôi. Thì đó, một số bạn nào chúng ta đang cần một chiếc đồng hồ nó hơi trẻ hơn so với chiếc đồng hồ lúc nãy thì đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đó, bộ dây này đeo rất là ôm tay nha, điển hình khi mình quay góc này các bạn sẽ thấy nó ôm trọn cổ tay của mình luôn. Đó, rất là vừa vặn trong cổ tay của mình. Về phần vỏ của hai chiếc đồng hồ này thì nó được hoàn thiện bằng thép không rỉ, và khi mình cầm lên mình sờ vào từng chi tiết thì mình cảm giác được sự liền mạch trong phần thiết kế này. Có phải gọi là trong tầm giá 3 triệu thì đây là một dạng nào hoàn thiện gần như là hoàn hảo nhất mà mình từng nhìn thấy. Ngoài ra thì đối với bản dây da thì các bạn sẽ có một bộ dây da thật và phần khóa sẽ được mạ vàng luôn. Phần dây da này sẽ có kích thước bản dây sẽ là 20mm. Rồi, ở phiên bản dây thép này thì khi mà mình cầm lên mình cảm thấy nó cũng khá là nhẹ so với cái cảm quan của mình nhìn qua ban đầu. Thì mình cầm thế này, đó, các bạn sẽ thấy được nó sẽ đánh bóng liền ở đây, thì nhiều bạn sẽ nghĩ nó nguyên khối, nhưng mà không. Khi mà mình nhìn kỹ vào những cái phần mắt dây bên trong á, các bạn sẽ thấy là nó được hoàn thiện ở dạng là những cái cuộn thép họ cuộn lại với nhau. Và bên ngoài này họ đã cố gắng gia công thật là kỹ lưỡng để nhìn nó liền mạch thế này. Đó, cho nên nếu mà là thép đặc nha thì nó sẽ nặng, còn riêng cái này thì nó sẽ khá là nhẹ. Và trên bộ dây này thì các bạn sẽ có đánh bóng ở giữa để tạo nên điểm nhấn cho đồng hồ. Về khả năng chống nước thì hai chiếc đồng hồ này gần như là tương đồng với nhau, là 5 ATM tương ứng với 50 mét nước. Và tấm kính trước của mẫu đồng hồ này sẽ là một tấm kính khoáng. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích kỹ hơn về phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Mình sẽ cầm phiên mẫu màu đen, mình nói trước đi. Đó, phiên bản là mặt đeo màu đen thì các bạn sẽ có những chi tiết bên trong sẽ được mạ vàng. Và phiên bản màu bạc thì nó sẽ là bạc thôi, nó không có vàng đâu. Mình thì mình thích sự sang trọng cho nên mình sẽ ưu ái phiên bản dày da này hơn. Ở phần niềng ngoài thì các bạn sẽ có được chia theo là giờ 24 giờ nè. Cọc giờ thì là kim loại nổi khói luôn, vàng sáng bóng luôn. Kim giờ, kim phút được hoàn thiện ở dạng là bezel. Và các bạn để ý kỹ thì ở cái ô tròn trung tâm thì các bạn sẽ có những cái họa tiết đặc biệt luôn. Đó, nó sẽ đan chéo với nhau. Thì mình thì nói thiệt là mình cũng chưa tra được là tên của họa tiết là gì. Nhưng mà nếu bạn nào mà chúng ta biết, chúng ta có thể comment ở lại phía dưới để cho nhiều bạn khác, thậm chí là cả mình cùng học hỏi thêm nhé. Chúng ta cùng giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau. Điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này sẽ là một cái phần ô rẽ quạt lịch ngày ở vị trí góc giữa 4 giờ và 5 giờ. Đó, đây là điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này. Và rất là nhiều hãng đồng hồ thụy sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng sử dụng động thiết kế này luôn. Và mình nghĩ đây chính là điểm nhấn chính trên mặt số của chiếc đồng hồ. Về bộ máy bên trong thì đây là một chiếc đồng hồ giá rẻ mà. Trong tầm giá 3 triệu thì các bạn sẽ có một bộ máy pin. Bộ máy pin của Season thì vô cùng là chất lượng rồi. Điển hình là các bạn nhìn thấy là bộ máy pin của Season có mặt ở khắp nơi.
Thậm chí là những hãng đồng hồ thời trang của Mỹ cũng sử dụng bộ máy là Seagen với cái tên là Miyota. Thì các bạn cũng biết là bộ máy này cực kỳ chất lượng thế nào rồi nhé. Các bạn nghĩ sao về hai chiếc đồng hồ này? Và nếu các bạn muốn biết thêm về thông tin chi tiết cũng như là giá bán cụ thể của hai chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể truy cập vào đường link đến kèm phía dưới video. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay vô ích thì đừng quên bấm nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn cập nhật cũng như ủng hộ kênh YouTube của chúng mình nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.